Rồi, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách tạo ra một cái máy ảo trong Android Studio để các bạn render, các bạn debug ra và nó hiển thị ra cái app nó chạy như thế nào ở trên máy ảo này. Trước hết các bạn vào trong cái tool menu. Trên thanh menu các bạn chọn Tool và chọn AVD Manager. Thì nó sẽ ra Android Virtual Device Manager. Thì trong phần này thì các bạn chọn là tạo một cái máy ảo ha, nằm ở đây. Trong cái phần máy ảo này thì có rất là nhiều version của cái phone. Thì những cái con pixel hoặc là Nexus để mô phỏng theo ok, ví dụ mình sẽ chọn con đây là mình đã có những con nào rồi, mình đã tạo ra Galaxy Nexus rồi này, Nexus, và mình sẽ tạo thêm một con Nexus One. Mình tạo con này ha, chọn Next, chọn Next, Next One 27 ha, ok, Finish. Thì quá trình tạo thì nó download về và bây giờ chúng ta sẽ khởi tạo ra ha. Bây giờ chúng ta sẽ lock cái app này lên trên máy ảo này như thế nào. Các bạn chọn phần run trên menu, các bạn chọn run và chọn các bạn chọn run ha. Ok, đây tắt thằng này đây. Thì quá trình build nó sẽ diễn ra, các bạn theo dõi diễn ra ở đây trong phần là build output ha. Khi nào mà convert nó build thành công thì ok rồi, nó build ok rồi, nó đang cài đặt ở trên cái máy ảo ha. Đấy, đây là cái đây là cái app của mình ha. Music thì trong điện thoại của các bạn thì có những cái file music MP3 như thế nào thì nó sẽ hiện thị ở đây, nhưng mà đọc vào máy ảo thì nó không có. Trong cái app này là app về music offline, music player offline, cho nên chỉ có phát nhạc trong những cái nhạc mình đang về mãi mà thôi. Đây đây là cái phần phần player ha, nó hiện thị quảng cáo lên đó. Đây là phần playlist for us, và chúng ta sẽ có add thêm những cái chức năng này ha. Ok, ví dụ như là đó, đây là những cái chức năng của app, add thêm những cái list favorites và chúng ta sẽ add add hoặc là play ở đây. Đây là phần setting about và share right privacy policy, đây là những cái chức năng của app ha. Rồi đây là phần đây là cái video hướng dẫn cho các bạn về cài đặt một cái máy ảo như thế nào.